Thiên Hoàng xin mời các bạn nghe tiếp phần 8. Mật khu Mây Tào, cuối dãy Trường Sơn, dấu binh lửa nước non như cũ, kẻ hành nhân qua đó chạnh lòng thương. Phận trai già ruổi chiến trường, chàng siêu mái tóc điểm xương mới về, chinh phụ ngâm khúc của Đoàn Thị Điểm. Rặng Trường Sơn chạy dài từ Bắc xuống Nam, như cái xương sống của nước Việt Nam. Núi Mây Tào và các ngọn núi nhỏ hơn quanh đó là những ngọn núi cuối cùng của rặng núi này. Từ đó đi tuốt về phía Nam, không còn ngọn núi nào cao nữa. Về thu đông, đỉnh Mây Tào thường có mây bao phủ, nên nó mới có cái tên là Mây Trăng. Tuy nhiên, đối với vùng miền Đông Nam phần, Mây Tào có một vị trí chiến lược quan trọng. Người sĩ quan cấp càng cao càng có nhãn quan đặc biệt về vùng đất chiến lược này. Trong chiến tranh Đông Dương lần thứ nhất, miền Đông Nam phần là vùng Việt Minh hoạt động mạnh, tạo ra những trận đánh lớn, không chỉ riêng gì mật khu Mây Tào của núi Mây Tào, mà ngay vùng Long Đất Đất Đỏ cũng được coi như là an toàn khu của bọn chúng. Khu vực Mây Tào liền với khu rừng lá trên quốc lộ 1, vùng thung lũng Võ Đắt, Võ Xu về hướng Bắc, vùng Định Quán, Trị An, chiến khu D hướng Tây Bắc và nối dài lên tận Đồng Xoài, Bình Long, Phước Long, qua tới biên giới Việt Miên, vùng Bình Giã, Xuyên Mộc hướng Tây Nam. Trong chiến tranh Đông Dương lần thứ hai, quân đội Việt Nam Cộng Hòa từng đụng độ lớn với quân Cộng sản ở Bình Giã. Do đó mà cái tên Bình Giã đi vào lịch sử quân sự chống cộng của quân dân miền Nam. Và trong một câu hát của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, quốc lộ 20 đoạn từ ngã ba Dầu Dây trở lên Định Quán là vùng định cư của đồng bào miền Bắc di cư năm 1954. Nhờ đó quân Cộng sản không thể thực hiện được một chiến thắng nào ở Định Quán như trong cuộc chiến tranh trước. Những nhà chiến lược quân sự của Việt Nam Cộng Hòa đã thấy rõ tính chiến lược của vùng núi non cuối dãy Trường Sơn. Để hạn chế hoạt động quân sự của phe địch ở đây, một số quận được nâng lên cấp tỉnh. Quận Xuân Lộc nâng lên thành tỉnh lỵ của tỉnh mới là Long Khánh, Hàm Tân thành tỉnh lỵ tỉnh Bình Tuy, Bà Rịa thành tỉnh lỵ tỉnh Phước Tuy. Ba tỉnh mới này nằm ở chung quanh núi Mây Tào. Cộng sản biết như thế. Không những biết mà biết rất rõ nữa. Nhưng nếu muốn hoạt động quân sự ở miền Đông Nam phần, miền đất sinh tử để có thể giữ cho công cuộc xâm lăng miền Nam của Cộng sản Bắc Việt được tồn tại và phát triển, bọn chúng phải cố sống, cố chết, thành lập và xây dựng mật khu Mây Tào. Khi quân Mỹ và đồng minh tham chiến ở Việt Nam, quân Cộng sản yếu thế không quấy phá được ba tỉnh mới nói trên, và cũng không dám xâm phạm quốc lộ 1 ở đoạn rừng lá. Cũng trong đoạn rừng lá này, phía quân đội đồng minh và Việt Nam Cộng Hòa thành lập hai vị trí quân sự quan trọng, căn cứ 4 và căn cứ 5. Hai căn cứ có bố trí súng đại bác để yểm trợ hỏa lực cho quân đội ta, hoạt động ở các khu vực chung quanh. Rừng lá, nơi quốc lộ 1 chạy ngang qua, là vùng Việt Cộng dễ xâm nhập và phá hoại. Khúc đường có chỗ cong gần như là 90 độ. Hai bên đường, nhất là phía núi Mây Tào, toàn lại cây cọ, có tàng lá lớn, che kín mọc đầy rẫy. Quân Việt Cộng thường ẩn núp, di chuyển bên dưới rất là an toàn và khó bị phát hiện. Mặt đất tương đối bằng phẳng, chỉ có tre và các cây chồi hoang mọc xen lẫn, nên một số đồng bào đã vào đây khai phá để trồng lúa. Gần tới núi Mây Tào, rừng rậm cây cao, nhiều dốc đồi vách đá, khe nước, nên di chuyển khó khăn hơn. Sau Hiệp định Paris 1973, lợi dụng tình hình ngưng bắn, Việt Cộng gia tăng hoạt động trong toàn khu vực các tỉnh miền Đông Nam phần. Khoảng đầu tháng 5 năm 1974, Việt Cộng tung quân chiếm cứ đồn điền cao su, nằm gần ngã ba Dầu Dây, đắp mô trên đường đèo lên thị trấn Bảo Lộc, cắt đứt giao thông quốc lộ 20. Bọn chúng chiếm đóng trên đỉnh đèo Mẹ Bồng Con, tấn công vào các căn cứ hỏa lực 4 và 5, đắp mô,
giật mìn phá hoại ngay trên trục lộ giao thông ở khu rừng lá, cắt đứt thông thương quốc lộ 1. Tất cả mọi xe cộ, nguồn cung cấp thực phẩm, rau quả hải sản từ Đà Lạt, Lâm Đồng, từ Bình Thuận, Phan Thiết đều bị tắc nghẽn ứ đọng. Nằm trải dài hơn 3 cây số trên quốc lộ 1 trong suốt 20 ngày liền. Bộ chỉ huy tiểu khu Long Khánh do Đại tá Mạch Văn Trường, nguyên là Trung đoàn trưởng Trung đoàn 8, Sư đoàn 5 Bộ binh, từng bị trọng thương tại chiến trường An Lộc, vừa mới đáo nhậm chức tỉnh trưởng kiêm tiểu khu trưởng, đã điều động các lực lượng tăng phái bao gồm một tiểu đoàn của Sư đoàn 18 Bộ binh, tiểu đoàn trưởng là Thiếu tá Nguyễn Hữu Chế và một tiểu đoàn biệt động quân đến tấn công, tiêu diệt và bắt sống hầu hết địch quân, chiếm lại toàn bộ các khu vực trên. Riêng tại rừng lá, tiểu đoàn địa phương quân cơ hữu của tiểu khu suốt mấy ngày liền đã mở các cuộc hành quân giải tỏa, thông đường cho xe cộ vận chuyển qua lại được. Nhưng chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, đến chiều tối thì đâu lại vào đấy. Địch quân từ mật khu Mây Tàu đưa quân tràn ra đánh chiếm và đắp mô trở lại. Tiểu đoàn địa phương quân phải rút về phòng thủ án ngữ tại mặt bắc căn cứ hỏa lực 4. Trước tình hình thực tại này, không thể để quốc lộ 1, con đường huyết mạch bị bế tắc, kéo dài thêm. Bây giờ như đã từng xảy ra, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 3 cuối cùng cũng phải giao phó cho Liên đoàn 81 biệt cách nhảy dù, nhận lãnh trách vụ giải tỏa, truy lùng, tiêu diệt đám giặc cộng đã và đang hoành hành tại khu rừng lá, mật khu Mây Tàu này. Lực lượng giải tỏa gồm Bộ Chỉ huy Chiến thuật và hai biệt đội 811-814 biệt cách nhảy dù. Tôi là biệt đội trưởng biệt đội 814, Trung úy Trương Việt Lâm là biệt đội trưởng biệt đội 811. Toàn bộ từ Biên Hòa di chuyển bằng xe GMC đến đóng phía ngoài phi trường quân sự dã chiến Long Khánh, sát bên hông Bộ Chỉ huy Tiểu khu, đồng thời là Tòa Hành chánh tỉnh Long Khánh chuẩn bị vào chiến trường. Buổi sáng ngày hôm sau, Trung tá Vũ Xuân Thông, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Chiến thuật và hai biệt đội trưởng đến họp tại Trung tâm Hành quân Tiểu khu Long Khánh cùng với Đại tá Mạch Văn Trường, Tiểu khu trưởng và Bộ Chỉ huy Tiểu khu. Biết chắc mật khu Mây Tàu là căn cứ địa của Việt Cộng, nhưng không nắm rõ quân số của chúng. Trên quốc lộ 1, sau khi đánh chiếm căn cứ hỏa lực 4 và 5, bọn chúng chiếm giữ đoạn đường này, đắp ụ, đóng chốt hai bên quốc lộ. Giao thông hoàn toàn ngưng trệ bấy lâu nay. Sau buổi họp, biệt đội 814 được lệnh xuất phát. Trực thăng thả biệt đội 814 xuống một vùng đất trống ở sông Ray, xã Xuân Tâm, cách quốc lộ 1 chừng 500m về hướng đông bắc. Từ đó, biệt đội men theo địa thế, vượt qua các đồng ruộng, ẩn mình dưới những rừng cây cọ, tiến lên phía trước, dọc hai bên quốc lộ 1 với một khoảng cách khá xa. Giữa trưa gần đến vị trí địch đắp mô thì bất ngờ, biệt đội bị địch pháo kích bằng súng cối, một tiểu đội phó tử thương và hai khinh binh của biệt đội bị trọng thương. Đơn vị súng cối của địch không đặt ở trên quốc lộ 1 mà nằm sâu bên trong núi Mây Tàu. Bọn chúng có thể đã chuẩn bị vị trí đặt súng, canh sẵn tọa độ, mục tiêu, tầm bắn dọc hai bên quốc lộ 1, nơi mà chúng dự đoán quân đội ta sẽ di chuyển và nhất là chúng đặt được cái đài quan sát trên những ngọn cây cao. Với những lợi thế đó, chúng tác xạ tương đối chính xác. Biệt đội tạm thời rút lui khoảng hơn nửa cây số, ra khỏi vị trí trận địa pháo, đã có hỏa tập tiên liệu của địch, dừng quân, đào hầm, phòng thủ, nghỉ qua đêm. Sáng hôm sau, Trung tá Vũ Xuân Thông cùng hai biệt đội trưởng lên trực thăng để bay quan sát địa thế và mục tiêu. Khi trực thăng bay vòng trên khu vực núi Mây Tàu, địch từ dưới bắn lên bằng súng phòng không 12.7 ly. Đây là loại vũ khí quân Việt Cộng mới trang bị thêm cho lực lượng địch hoạt động tại nơi này. Trực thăng phải bay lên cao tránh phòng không, hướng thẳng ra Phan Thiết, rồi từ đó quay ngược trở lại, tiếp tục quan sát.
Mục tiêu nằm trên trục lộ chính, máy bay có thể oanh kích tiêu diệt dễ dàng, nhưng sẽ làm hư hại nặng nề quốc lộ 1. Hai bên đường tuy là rừng lá, nhưng đoạn giữa hai căn cứ 4 và căn cứ 5, phía bên phải từ hướng Phan Thiết kể vào, có nhà dân chúng, có vườn tược. Bên phía trái cũng tương tự nhưng mà thưa thớt hơn, rừng chồi và cây cọ dày đặc hơn. Với địa thế đó, rất tốt để cho tiến quân đêm, tạo sự bất ngờ, thiếu cảnh giác của địch. Vậy là ngay tối hôm đó, biệt đội tôi tiến lên, đi đầu là toán khinh binh tiền sát, kế tiếp đó như là chiến thuật từng áp dụng là lực lượng cấp trung đội yểm trợ cho các toán tiền sát. Song song cũng trong thời điểm này, biệt đội 811 đưa các toán thám sát thâm nhập vào mật khu Mây Tàu bằng đường bộ. Riêng các trung đội sẽ tiến sâu đến gần bìa rừng, lục soát, truy lùng địch, đồng thời cũng phục kích bắt sống bọn chúng. Tới gần sáng, toán tiền sát đến gần các mô đất địch đắp trên lộ, báo cáo không thấy chốt mà cũng chẳng thấy địch đâu cả. Biết chắc ban đêm bọn chúng rút về hầm trú ẩn gần đâu đây, nên biệt đội lợi dụng cơ hội phục kích đón ngược chúng. Nếu ban ngày chúng quay trở lại để đóng chốt, thế nào chúng cũng lọt vào ổ phục kích. Kế hoạch sử dụng phục kích để chống phục kích của biệt đội đạt kết quả tốt. Bọn chúng hoảng loạn bỏ chạy, không kịp mang theo xác chết. Tiếp tục đà chiến thắng, biệt đội tiến lên tấn công chốt chặn kế tiếp. Đã phòng bị trước, địch nổ súng phản công, nhưng cuối cùng cũng phải buông súng đầu hàng. Lần này, khác với hôm qua, bọn Việt Cộng không được súng cối 61 và 82 ly của đồng bọn bắn yểm trợ, do đó kết quả thảm bại chua cay, phải bỏ xác tháo chạy và quy hàng. Tại sao chúng không được súng cối yểm trợ như ngày hôm qua? Một chiến thuật mà chúng đẩy lùi được đơn vị đã tấn công chúng trước chúng tôi. Bởi vì cuộc hành quân của biệt đội 811. Khi biệt đội 814 chúng tôi đang phá chốt trên quốc lộ 1, thì các toán thám sát biệt đội 811 khám phá một căn cứ của địch nằm khuất bên trong rặng núi Mây Tàu. Các phi tuần F-5E đã được gọi đến để ném bom phá hủy. Đồng thời biệt đội 811 trong lúc truy lùng địch dọc theo mặt bắc trên núi Mây Tàu đã tấn công tiêu diệt hai tổ súng cối yểm trợ hỏa lực của Việt Cộng, phát hiện tịch thu một hầm vũ khí và lương thực cùng cái rẫy canh tác trồng trọt, đặc biệt địch trồng rất nhiều lúa và ngô trong khu vực này. Đó là lý do tại sao biệt đội 814 đã đánh bại các chốt địch trên quốc lộ 1 quá dễ dàng. Liên đoàn 81 biệt cách nhảy dù đã gây nhiều bất ngờ cho địch quân. Chưa khi nào Việt Cộng bị tấn công đêm hay là bị phục kích ngược trở lại. Bọn địch cũng không bao giờ ngờ các biệt đội biệt cách nhảy dù dám thâm nhập vào sâu trong mật khu an toàn của chúng để khám phá kho tàng, căn cứ địa đạo hay là mở các cuộc hành quân truy lùng, tấn công vào các đơn vị hỏa lực yểm trợ của chúng đóng ẩn dấu, che khuất dưới những tàng cây hốc đá, sát tận chân núi, để bọn chúng cuối cùng cũng phải bỏ của chạy lấy người. Việt Cộng chắc chắn phải thấy một điều, mật khu Mây Tàu không còn là vùng bất khả xâm phạm đối với Liên đoàn 81 biệt cách dù. Chiến sĩ xuất sắc. Trong quãng đường binh nghiệp mà tôi đã đi qua, là một chiến sĩ 81 biệt cách dù, tôi chỉ biết xông pha ngoài mặt trận, trên các chiến trường lửa đạn hay là trong các mật khu của giặc Cộng, với đầy rẫy mọi bất trắc hiểm nguy trực chờ. Thế nhưng, tôi vẫn không sờn lòng nản chí. Tôi chiến đấu cùng đồng đội để tiêu diệt giặc thù Cộng sản, để bảo vệ tổ quốc, quê hương và đồng bào. Đó là một bổn phận, một sứ mệnh thiêng liêng cao cả mà tôi phải hiến dâng và tuân hành. Từ những mật khu bất khả xâm phạm của địch đến các trận địa chiến khốc liệt, tang thương, đã cướp đi quá nhiều đồng đội chiến hữu của tôi. Họ đã can trường chiến đấu, hy sinh cả tuổi trẻ và mạng sống để tổ quốc được tồn vinh, để ghi vào lịch sử những chiến tích lẫy lừng cho đơn vị. Xác thân và công lao của họ đã cho tôi được nhận lãnh vinh hạnh lớn lao hôm nay.
Ngay tại mặt trận Rừng Lá, mật khu Mây Tàu, tôi đã được Đại tá Phan Văn Huấn, chỉ huy trưởng, đề cử là một chiến sĩ xuất sắc của Liên đoàn 81 biệt cách nhảy dù, để về thủ đô Sài Gòn tham dự đại lễ kỷ niệm ngày thành lập Quân lực Việt Nam Cộng Hòa 19 tháng 6 năm 74. Sau đó, Tháp Tùng cùng Thiếu tướng Nguyễn Khoa Nam, tư lệnh vùng 4 chiến thuật, du hành thăm viếng nước Trung Hoa Dân Quốc, đảo Đài Loan trong một tuần lễ. Cũng trong ngày đại lễ này, tôi đã được Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu ban thưởng ưu dũng bội tinh, một huy chương cao quý chỉ dành cho các chiến sĩ xuất sắc, các anh hùng diệt cộng của các quân binh chủng Quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Buổi ân thưởng huy chương danh dự này đã được cử hành trọng thể ngay tại phòng khánh tiết Dinh Độc Lập. Đó là niềm hãnh diện và là một vinh dự lớn lao, ghi đậm dấu ấn trong suốt đời binh nghiệp của tôi. Phước Long, chứng tích kẻ chạy làng. Ngày đầu năm 1975, đang hành quân ở Tây Ninh, Đại tá Phan Văn Huấn, chỉ huy trưởng Liên đoàn 81 biệt cách nhảy dù, nhận được lệnh của Trung tướng Dư Quốc Đống, tư lệnh quân đoàn 3, phải gấp rút đưa đơn vị về Biên Hòa, nhận nhiệm vụ mới, chỉ để lại một biệt đội tăng cường phòng thủ tại phi trường quân sự Trảng Lớn. Nhiệm vụ mới không nói mà cả liên đoàn ai cũng nhận biết, đó là chiến trường Phước Long, một chiến trường dầu sôi lửa bỏng, thập tử nhất sinh, cần khẩn cấp tiếp cứu. Mặt trận Phước Long bắt đầu từ ngày 12 tháng 12 năm 74, kéo dài cũng đã gần một tháng, áp lực địch càng ngày càng mạnh. Bốn quận của Phước Long đã bị Việt Cộng đánh chiếm cả. Năm tiểu đoàn địa phương quân với quân số còn lại rút về phòng thủ quanh thị xã. Ngoài ra còn được tăng cường thêm tiểu đoàn 2, trung đoàn 7, sư đoàn 5 bộ binh, ba đại đội trinh sát của các sư đoàn 5, 18 và 25 bộ binh. Nếu cộng thêm với lực lượng ít ỏi của các đơn vị của tiểu khu, kể cả Bộ Chỉ huy Cảnh sát và Cảnh sát Dã chiến, Nghĩa quân, cán bộ xây dựng nông thôn, không hy vọng chống trả lại được với lực lượng đầy đủ và sung mãn tinh thần, điên khùng của Sư đoàn 3 và Sư đoàn 7 Bắc Việt xâm lược, cộng với một tiểu đoàn đặc công và hai chi đoàn chiến xa T-54. Vào thời điểm đó, quân Cộng sản có nhiều thuận lợi về nguồn tiếp tế, hướng Đông Bắc là căn cứ Bùi Gia Mập, hướng Tây Bắc là căn cứ Bù Đốp. Cả hai nơi đều đã bị địch chiếm cứ và trở thành mật khu của chúng. Chắc chắn hậu cần và quân tiếp ứng nếu cần sẽ từ hướng này tuôn xuống một cách dồi dào. Phía đông là hai thị trấn Gia Nghĩa và Bảo Lộc, không giúp đỡ gì được cho quân trú phòng. Quận Trơn Thành và Đồng Xoài ở phía nam cũng đã bị địch chiếm mất rồi. Phía tây tỉnh Bình Long cũng chưa hoàn toàn hồi sức từ sau trận chiến mùa hè 1972. Tình hình quân sự đã căng như thế, trong khi Sài Gòn nhiều phong trào đang biểu tình dữ dội, phụ nữ đòi quyền sống, ký giả đi ăn mày và chống tham nhũng. Tình hình chính trị như thế chỉ có lợi cho địch quân, mà không chắc ở Sài Gòn có người nào nghĩ đến những người lính ở Phước Long đang lâm vào cảnh thập tử nhất sinh. Về tới căn cứ, nắm biết được tình hình như thế, thêm vào đó trong lòng mang nỗi chán nản vì hành động vi phạm Hiệp định Paris một cách trắng trợn của bọn Việt Cộng. Biết là biệt đội cũng sắp sửa nhảy vào Phước Long, tôi vừa xúc động vừa buồn, không như 3 năm trước đây tại chiến trường Bình Long An Lộc. Lúc đó tôi cũng mang đầy lo lắng nhưng nôn nóng sôi sục muốn nhảy vào chiến trường sớm chừng nào hay chừng đó, để chia sẻ và gánh vác gian nan cùng đồng đội chiến hữu. Rạng sáng ngày 3 tháng Giêng năm 75, Bộ Chỉ huy Chiến thuật do Trung tá Vũ Xuân Thông chỉ huy đã cùng biệt đội 811 xung kích, biệt đội trưởng là Đại úy Trương Việt Lâm và biệt đội 814 xung kích, biệt đội trưởng là tôi, được chuyển vận tới sân bay quân sự tại căn cứ Long Bình. Đoàn quân biệt cách nhảy dù nằm trải dài trên bãi chờ trực thăng, được lót trải bằng những tấm vỉ sắt kết nối nhau. Trong một khoảng thời gian dài, từ sáng cho đến quá trưa, mãi tới 2 giờ chiều, một phi đội trực thăng do phi đội trưởng
Thiếu tá Đào Vũ Anh Hùng, chỉ huy, mới đáp xuống. Đến 2 giờ 30, các chiến sĩ biệt cách nhảy dù biệt đội 814 đã sẵn sàng lâm trận. Từng chiếc UH-1B cất cánh rồi nối đuôi, theo sau chiếc CNC của Đại tá Phan Văn Huấn trực chỉ về hướng Bắc. Khoảng cách từ căn cứ Long Bình lên Phước Long theo đường chim bay trên 100 cây số. Khi đoàn trực thăng vừa đến vùng trời Phước Long, cao xạ 12.7 ly và 37 ly của bọn giặc cộng thay nhau bắn lên xối xả. Dưới đất thì khói bụi mịt mù bay lên che khuất một vùng trời. Các phi tuần A-37 oanh kích triệt hạ phòng công địch trên núi Bà Rá chẳng thấy xuất hiện. Đoàn trực thăng bay lượn 2 vòng trên trời cao. Họ có thể đã ước tính không đủ nhiên liệu và thời gian để đáp thả biệt đội 814 rồi quay trở về bốc thả tiếp biệt đội 811 và bộ chỉ huy chiến thuật còn lại. Thì trời đã quá chiều tối nên đã đồng loạt bay về hướng Nam đáp khẩn xuống ở tiểu khu Định Quán để tiếp tế nhiên liệu rồi bay đáp trở lại ở phi trường Long Bình. Thêm một đêm nằm chờ giữa trời sao trôi qua nhanh. Từ sáng sớm ngày 4 tháng Giêng năm 1975, hai biệt đội đã túc trực chuẩn bị hành trang lên đường. Vào khoảng 9 giờ, đoàn trực thăng chở biệt đội 814 cùng Trung tá Vũ Xuân Thông và Bộ Chỉ huy Chiến thuật cất cánh, bay cặp theo dòng sông Bé về hướng Bắc. Vừa qua khỏi thị xã Phước Long, đoàn trực thăng quay vòng trở lại hướng Nam, bay qua sông Đắc Lung, thì lần lượt đáp xuống lơ lửng trên một ngọn đồi. Cây cối bị pháo địch bắn cháy, còn ngổn ngang gốc cành, nằm rải rác khắp cả khu đồi, cách thị xã chừng 500 mét về hướng Bắc. Từ độ cao cách mặt đất khoảng 2 mét, các trung đội nhanh chóng nhảy xuống tìm nơi ẩn núp và phòng thủ, nhất là để tránh địch có thể trực xạ Đại Bác 75 ly từ đỉnh núi Bà Rá. Tôi đã được cấp trên cảnh giác về tình huống này. Bà Rá đã bị Việt Cộng chiếm ngay ngày đầu năm dương lịch. Bà Rá, Bà Đen và cả Mây Tàu là những ngọn núi cuối cùng của dãy Trường Sơn. Bà Rá có độ cao 736 mét, là con mắt và lỗ tai của thị xã Phước Long. Với vị trí chiến lược này, ngay từ đầu, quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã đặt căn cứ trên đỉnh Bà Rá. Từ trên đó, chúng ta có thể quan sát khắp vùng, điều chỉnh và yểm trợ phi pháo cho các đơn vị quân đội, khóa họng súng của địch mỗi khi chúng pháo kích vào thành phố. Tại căn cứ này cũng có các đài truyền tin, phát tuyến, nối tiếp làn sóng với Bộ Tư lệnh Quân đoàn 3 ở Biên Hòa và giữa các đơn vị trong và ngoài khu vực thị xã Phước Long. Tình hình căn cứ Bà Rá bây giờ ở thế ngược. Sau khi chiếm được đỉnh núi này, địch được 3 cái lợi, bố trí phòng không 12.7 ly trên núi và 37 ly dưới chân núi. Việt Cộng gây khó khăn cho các hoạt động của không quân ta. Cũng từ đây, địch có thể trực xạ Đại Bác 75 ly vào vị trí của chúng ta. Và cũng từ đây, địch dễ dàng quan sát cả thị xã, các hướng tiến quân của ta để điều chỉnh pháo binh đang bố trí chung quanh Phước Long mà tác xạ chính xác hiệu quả. Trong khi biệt đội 814 của Bộ Chỉ huy Chiến thuật đang trên đường tiến quân, thì biệt đội 811 và Thiếu tá Nguyễn Sơn chỉ huy phó cũng đang đổ bộ xuống một bãi trống nằm chết về hướng Tây Bắc của thị xã Phước Long. Để từ đó cánh quân này sẽ tiến vào bắt tay phối hợp với Bộ Chỉ huy Tiểu khu, với tiểu đoàn 2 trung đoàn 7 sư đoàn 5 và 5 tiểu đoàn địa phương quân đang phòng thủ trong thị xã và tòa hành chánh tỉnh. Biệt đội 814 và Bộ Chỉ huy Chiến thuật tiếp tục băng qua các cánh đồng khô, các khu nhà, các dãy phố hoang tàn đổ nát. Một vài nơi đã biến thành bình địa, không một tiếng súng, nhưng thỉnh thoảng đạn pháo địch vẫn nổ rải rác vài nơi trong trung tâm thị xã. Mọi hiểm nguy vẫn chờ trực cận kề, thì ngay lúc này xuất hiện một chiếc xe Jeep của Bộ Chỉ huy tỉnh đến đón một mình Trung tá Thông rời khỏi đội ngũ. Tiếp tục theo như lệnh được ban hành tại căn cứ hành quân ở Suối Máu, biệt đội 814 tiến sát hơn vào bên trong thị xã.
đơn vị trú phòng mà biệt đội 814 tiếp cận đầu tiên, để cùng phối hợp tác chiến là ti cảnh sát quốc gia, nằm ngay góc một ngã tư đường lộ chính dẫn vào trung tâm thị xã. Nơi đây tôi được tiếp xúc với Thiếu tá Nguyễn Văn Tư, trưởng ti cảnh sát quốc gia, và qua ông tôi nắm biết phần nào về lực lượng địch cùng hệ thống bố phòng của các đơn vị bạn trên trục tiến quân của biệt đội 814. Dĩ nhiên ông ta và các chiến hữu của ông hết sức mừng rỡ khi có biệt cách nhảy dù đến tiếp ứng. Vượt qua ti cảnh sát là doanh trại của đại đội cảnh sát dã chiến, cũng nằm ngay góc ngã tư đường kế tiếp. Mặt trước là cổng chính ngó vô thành phố, mặt hông phải bên kia đường là khu nhà dân. Nhà cửa hầu hết tan hoang không còn nguyên vẹn, vài nơi vẫn còn lửa cháy âm ỉ, khói bốc lên lan tỏa mờ nhòa, tầm quan sát cả một khu vực. Không có đơn vị nào còn phòng ngự ở đây, kể cả trong phòng tuyến của trại cảnh sát dã chiến, họ đã rút về bố phòng tại các giao thông hào của ti cảnh sát. Vừa lúc đó thì đạn pháo của địch không biết xuất phát từ đâu, đã rơi xuống nổ khắp nơi. Tôi tức tốc cho lệnh các trung đội lao vào bố trí tại các hầm hố, giao thông hào bao quanh ba mặt trong trại cảnh sát dã chiến, chuẩn bị sẵn sàng tác chiến, đề phòng địch mở đợt tấn công. Bỗng đâu có một tiếng súng nổ chát chúa, phá thủng một cô nét gần bờ rào chính diện, gây tử thương cho hạ sĩ Nhất Sơn, một hiệu thính viên của biệt đội. Hai trái đạn kế tiếp nổ ngay trên đường, sát bờ rào ti cảnh sát. Đây là những viên đạn Đại Bác 75 ly do địch trực xạ từ trên đỉnh núi Bà Rá. Pháo binh của ta đã hoàn toàn tê liệt, không còn khả năng phản pháo. Đạn pháo vừa ngưng, tiếng gầm rú của các xe tăng của địch lại từ từ tiến lên. Không có bộ đội tùng thiết, xe tăng vừa chạy vừa quay nòng đại bác tác xạ như để áp đảo tinh thần đối phương. Nhưng bọn chúng đã không ngờ đang đụng phải khắc tinh của chúng. Từ bên trong các công sự chiến đấu, những hỏa tiễn M72 của các xạ thủ biệt đội 814 đã dương cao sẵn sàng chờ đợi. Âm, âm âm. Hạ sĩ Nhất Ẩn và hạ sĩ Sáng, trung đội 2, đã tác xạ chính xác chiếc T-54 chạy đầu tiên. Lửa đang rực cháy thiêu rụi toàn bộ đám địch quân. Hai T-54 kế tiếp vẫn trườn lên, âm, âm âm. Chiếc trước đứng sững lại một chốc, xong tiếp tục chạy trườn tới, tông sập đổ cột trụ đèn, rồi chạy thẳng ra bìa rừng hướng Tây Bắc. Chiếc còn lại quay đầu, leo lấn lên lề đường. Thiếu úy Nguyễn Tấn Mẫn, trung đội trưởng trung đội 1, không chần chờ, bắn ngay một quả M72, đạn trúng bên hông trái, phía đằng sau đuôi. Chiến xa địch hầu như chẳng hề hấn gì, vẫn cứ chạy trên đường lộ, về hướng Tây, rồi mất hút trong màn đêm, đang đổ xuống toàn thị xã Phước Long. Đêm hôm đó, thời gian đang chậm chậm trôi đi trong yên tĩnh. Nhưng rất bất ngờ, Đại úy Thứ gọi điện thoại thông báo. Trung tá Thông ra lệnh cho các biệt đội biệt cách dù sửa soạn rút quân theo hai hướng khác nhau. Bộ chỉ huy chiến thuật, đặc huấn và ban quân y sẽ rút về một hướng, còn biệt đội 811 và 814 sẽ rút lui theo một hướng khác. Tôi thật quá đỗi ngạc nhiên, khó khăn lắm mới vào được đây để tiếp cứu, vừa chân ướt chân ráo chưa được một ngày một đêm, và cũng chỉ mới đụng độ sơ khởi với địch, chẳng có tổn thất gì lớn lao trầm trọng, mà sao Trung tá Thông lại cho lệnh rút quân. Tôi suy đoán chắc có điều gì không ổn chăng, hay là cấp trên đã nhận thấy kế hoạch thả hai biệt đội biệt kích nhảy dù vào Phước Long trong biển lửa này như những con thiêu thân, như đem muối bỏ biển, như đem con bỏ chợ, chỉ là vật hy sinh tế thần, nên đã cho lệnh triệt thối khẩn cấp. Sáng hôm sau, ngày 5 tháng 1 năm 75, biệt đội liên lạc với Bộ Chỉ huy Chiến thuật để am tường rõ ràng về kế hoạch rút quân, nhưng chẳng có động tĩnh hay lệch lạc gì khác cả. Và nếu như theo đúng diễn tiến hành quân từ trước, thì biệt đội 814 sẽ tiến lên hướng công viên Lệ Thủy gần khoảng giữa trung tâm thị xã để bắt tay cùng các đại đội trinh sát, sau đó sẽ mở đường, giải tỏa áp lực địch để tiến vào tòa hành chánh tỉnh.
Chưa kịp hành động thì đạn pháo của địch bắt đầu tác xạ và nổ ầm ĩ khắp nơi. Trước hỏa lực pháo tới tấp này, với kinh nghiệm chiến đấu cùng giặc cộng ở mặt trận An Lộc, Quảng Trị, tôi biết chắc chắn trước sau gì địch cũng sẽ tấn công, nên cho biệt đội nằm yên tại các giao thông hào, chờ đợi nghênh chiến với lũ giặc cộng. Đúng y như tôi dự đoán, Việt Cộng mở cuộc tấn công ào ạt, lực lượng chính của nó vẫn là xe tăng. Các bạn vừa nghe xong phần 8. Thiên Hoàng xin hẹn gặp lại các bạn trong phần 9.